xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma phủ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma và tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvuaconggmail.com còn đó không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là kênh được về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó mỗi là vào đó là mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha à, và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới với cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha bởi vì à, mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn thành ra nếu mà được thì mọi người có thể là bấm đăng ký giúp mình nha <laughs> Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment đã tập 1113 ngày hôm qua Thế tập 1113 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Nicky Đỗ Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Hoàng Nobi Cảm ơn Hoàng Nobi rất nhiều và cảm ơn Nicky Đỗ rất là nhiều luôn nha à, Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì um, câu chuyện uh, đầu tiên uh, là do một bạn mà này bạn tên là Kim Ngọc bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mập của mình thì uh, bạn Ngọc uh, là bạn có kể về hai cái câu chuyện sau đây cái câu chuyện đầu tiên uh, là do bà ngoại của bạn kể lại và bạn cũng là cái người bị ma chọc luôn nhưng mà tại vì lúc đó bạn còn nhỏ lắm bạn thời điểm đó bạn mới có vài tuổi đầu thôi thành ra là bạn không có một chút ấn tượng nào cả luôn à, nhưng mà tới bây giờ bạn nói như vậy nè Um, do cái chắc là do là bà ngoại Bà mê tính gì đoan quá hay sao nó đồng ý là hồi nhỏ là bạn có bị mai chọc nhưng mà do cái cơ địa của bạn là người tưởng tượng là có những người á sướng lắm nha mọi người nha ăn mà trời tôi ăn quá trời muốn ăn muốn hết thế giới luôn mà không mập nổi nhưng mà có người giống như mình nữa không hít không khí không cũng mập thì bạn Ngọc đây là cái người kiểu như gọi là cũng hơi mảnh khảnh người ăn uống hoài mà không có chịu mập thì bà ngoại cứ gặp cứ lâu lâu về quê rồi bà ngoại gặp hết trời đất ơi thiệt tình á à, tao nhìn mày tao tội ghê Ngọc ơi tao thế. ngày xưa mày bị ma chọc miết bây giờ lớn không nổi À, mày ăn bao nhiêu cũng không mập đó là kiểu kiểu như vậy ha mọi người em đó nên cái câu chuyện của bạn là bà nói là bà ngoại cứ nhắc đi nhắc lại hoài bà ngoại cứ nói là tại vì ngày xưa à, bạn bị ma chọc như vậy đó thành ra là bạn lớn không nổi suốt ngày ăn uống không có chịu mập nó là như vậy thì câu chuyện là như vậy nè bà ngoại nói đó vào thời điểm đó cách đây cũng khoảng cỡ uh, mười mấy năm thì lúc đó là ba mẹ là sanh ra bạn thời gian đầu á khoảng cỡ một hai tuổi gì đó một hai năm đầu tiên khi bạn chào đời đó là bạn còn ở chung với ba mẹ nhưng mà rồi bắt đầu là ba mẹ mới đi làm việc làm chuyện đồng án nói chung là làm làm nhiều việc á thành ra là mới gửi lại cho bà ngoại để mà cho bà ngoại cho bà ngoại giữ thì khi mà bà ngoại giữ như vậy là không phải là ở dưới quê đâu nha đó ví dụ như là ba mẹ đi đâu là bà ngoại phải đi theo đó À, nhưng mà nghe nói như vậy không phải là giàu có đâu đi tới đâu cũng là mướn nhà trọ hay là mướn nhà, nhà nguyên căn kiểu kiểu như vậy đó cứ đi theo rồi bà ngoại là có nhiệm vụ là vừa nội trợ nấu cơm nấu nước và vừa kim luôn cái chuyện mày giữ bà ngọc luôn đây thì cái lúc cái cái năm hôm đó đó là lúc đó bắt đầu là ba mẹ có đi tới một cái địa điểm kia bạn cũng không có nói trong chuyện nói chung là bạn kể khá là vắng tắt nôm na đó là khi bà ngoại nói là khi mà tới đó như vậy đó, là đi kiếm phòng trọ không có được chỗ nào cũng hết phòng hết phòng hết phòng kiểu kiểu như vậy. Đó thì khi mà kiểu như bốn người là ba mẹ bà ngoại và bà Ngọc còn nhỏ nữa không? Cứ dắt díu nhau đi vòng 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 thậm chí là phải ngủ ở ngoài công viên rồi gầm cầu một hai bữa luôn á anh em. Thì sau đó bắt đầu là mới tìm được nghe nói đâu là ba ổng ổng đi giao giao thiệp giao tiếp sau đó đó là ổng mới được người quen là chỉ vào trong mỗi căn nhà đó mà cho thuê với một cái giá nhà nguyên căn mà chỉ là cái giá của nhà trọ thôi và họ còn không có lấy cọc nữa À, họ không hề lấy tiền cọc luôn họ cứ nói là ok bây giờ vô ở là chỉ cần trả tiền đầu tháng thôi mà nó vị chi là 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 năm trăm ngàn này mà nó ví dụ lắm đó là cứ vô cứ đưa 500 trăm ngàn vô ở tới gần cuối tháng muốn ở tiếp thì đưa 500 tiếp còn không đưa thì dọn ra là chỉ như vậy thôi được để, để chỗ cho người khác à, là như vậy em rồi bắt đầu là mới đi vào đó để mà ở nhà nói chung là cũng cũ kỹ theo như bà ngoại nó là, là cũ kỹ hoàn toàn được cái là điện nước thì có rồi điện nước với lại có có máy che đầu thôi là cũng đỡ rồi ha ba mẹ đi suốt à, có có khi thì về còn ngủ chung có khi là đi luôn á ba với mẹ làm cùng công việc có khi đi cả tuần lễ không về đó là như vậy em còn là tất cả những cái công việc ở nhà là bà ngoại ba lo hết thì rồi thời điểm đó đó là bà ngoại là bà có mua một cái giọng cái giọng mà cái loại mà giọng mà bằng vải mình ngày xưa đó ha mùi ha Uhm, cái giọng đó là được làm từ những cái miếng vải dụng họ đang đang cột 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 đó mình nghĩ là những cái bạn nào ở dưới quê là là sẽ biết cái giọng đó cái giọng nó rất là dài cái giọng đó, nó, nó 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 dài dữ thần lắm là bà ngoại nó là bà ngoại máng từ bên cái góc nhà bên này máng chéo qua cái góc nhà bên kia luôn á nhang là ba là cỡ 3 mét tới 4 mét luôn á đó. đó là để làm gì để cho bạn ngọc này ngủ ở trên đó đã bắt đầu là cứ tới giờ trưa trưa đó là ầu ơ ờ, dí dầu con ơi, ngủ trong an cứ đung đưa như vậy thôi nhưng mà bà ngoại nói là bạn ngọc cứ lên trên đó nằm á, ngủ thì vẫn ngủ nhưng mà không có được sâu giấc à, có những khi bà ngoại canh cho nó ngủ để mình vô mình còn cơm nước này nọ nọ kia cứ vừa mới bà ngoại cứ vừa rời khỏi bạn ngọc chút xíu thôi cái bắt đầu là bạn ngọc qué lên là khóc à cứ qué lên khóc như vậy mà những lần trước nha khi mà ở những căn nhà trọ trước nó chật chọi nó hôi hám nó tùm lum tùm la thì bà ngọc nó ngủ rất là ngon đó nhưng mà chỗ này thì cũng sạch sẽ có giỗng mày nọ mát mẻ luôn mà cứ nằm ngồi cái bên đó thì ngủ ngon lắm à ngủ trải ke luôn mà vừa đứng lên đi ra sau bếp đâu chừng cỡ một hai phút cái bắt đầu là ré lên là khóc mà khóc ré lên nha kiểu như là khóc mà khóc điếng lên khóc điếng người lên như vậy đó đó cái rồi bắt đầu là bà ngoại cũng đi lên mà cứ đi lên thì nhìn xung quanh cũng không có gì cứ ngồi cái bên năm bảy lần như vậy cái bà ngoại lại đổi thừa cho cái giỗng bà ngoại nói à, thôi, chắc cái giỏng này không được rồi nó chắc là ngọc nó ngủ nó bị ngứa hay là sao đó đã mới dặn với ba mẹ nó ừ thôi đợt này tụi bay đi làm vậy đó nghe đi lên trên thị xã đó thôi mua cái giọng khác đi thời điểm đó là đã có những cái giọng mà gọi là giải dù mình rồi nhưng mà tại vì nó mất tiền mà ngoại đứt tiền không mua đó đã bây giờ mới mua cái giọng khác mùi tên hôm trong vòng một tháng là đổi ba bốn cái giọng à ba bốn cái giọng mà cái hiện tượng nó cứ như vậy hoài cứ đưa đung đưa kế bên là ngủ vừa đứng lên là khóc là cứ như vậy hoài thì lúc đó bắt đầu là bà ngoại mới sanh nghi à bà ngoại mới sanh nghi rồi nha thì rồi bắt đầu lúc đó là bà mới thử bà cũng không, không biết là mai không chứ hơi nghi ngờ thôi thì bà ngoại bà mới thử như vậy là bình thường á là bà ngoại đưa cho ngủ thì hôm nay bà ngoại là vừa ẩm bạn 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 ngọc trên tay bắt đầu là vừa nấu cơm nấu nước là lo xong hết đi cái bà ngoại mới ẩm bạn ngọc leo lên trên võng luôn là bà ngoại và bạn ngọc là nằm hai người nằm lên trên võng luôn là thòng thòng cái chân xuống như vậy nè đó thòng một chân xuống bắt đầu đung đưa đung đưa cho ngủ ầu ơ với dầu với dầu để ngủ để bà ngoại nói là bây giờ mình nằm thử chung với Ngọc coi là mình có bị cái gì không Để mình trải nghiệm cái cảm giác coi là coi như thế nào mà sao Ngọc nó khóc hoài Thì bà, mà lúc đó là mọi người nên nhớ là buổi trưa nha Là cỡ 11 giờ mấy là cho ngủ thì chắc là tầm tầm cũng cỡ 12 giờ trưa là ngay giờ lên đó thì nằm thiếu thiếu họ cái ầu ơ họ cái là tự ru con rồi con chưa ngủ là bà 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 ngủ rồi luôn á đó. đó là hai bà cháu cứ ôm nhau nằm ngủ như vậy thì ngay cái lúc này nè, khi mà cứ đang đung đưa đung đưa đung đưa như vậy thì ngủ rồi nha vô giấc rồi nha thì bà ngoại nói là bà ngoại bị điếng điếng ngay chỗ mà cái bắp chuối mình nè đó cái bắp chuối bên cái chân mà 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 học xuống để mà đung tới đung đưa mọi người nha đó là kiểu như đau lắm mà đau hai lần liên tiếp nha đau hai lần liên tiếp giống như là có ai mà ngắt mà nhéo vô trong cái bắp chuối của của bà ngoại mà hai lần liên tiếp cứ bật bật như vậy nào đó là điếng hồn bà ngoại mới giật mình mở mở, mở mắt ra thì mọi người tưởng tượng là mình mình đang ngủ say xưa mình bị như vậy mình mở con mắt ra mình không có thấy được rõ ràng đâu con mắt mình nó còn dính ghè dính ke nói chung là mình còn mê man đó mọi người thì chỉ kịp mở con mắt ra nhìn thì thấy rõ ràng là có một cái người mà hình như là đàn bà tại vì thấy là 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 vóc dáng nọ đồ khum khum người như nè khum khum người mà tóc dài mà chạy thẳng xuống dưới bếp luôn mà chạy lẹ lắm chừng có hai ba giây này vừa mở vừa đi người cứ mở mắt ra thấy chạy vù 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 vù, vù mà. mà nghe tiếng bước chân luôn nha nghe chạy sẹt 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 ra đằng sau nhà như vậy đó chứ bắt đầu là bà ngoại nó ngoại mới cũng lôi 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 coi lôi lôi coi ngồi vậy cái bắt đầu để à để bắt đầu là ngồi vậy nha bắt đầu lúc đó bà ngọc bà còn ngủ mới từ từ ẩm mà ngọc mới bỏ lên trên võng cái để đi ra đằng sau bếp coi tại vì nhà này là không có cửa sau nha chỉ có cửa đằng trước thôi một cái lối đi độc địa thôi nha độc độc đạo đó nha bà ngoại mới vừa ẩm vừa đó nói ủa bà nào mà sao vô viên mà vô trong nhà mình mà ngắt giò mình mà giỡn vậy tại vì lúc đó bà ngoại nói là bà ngoại không có chơi với hàng xóm tại vì cái tính chất công việc của ba mẹ cứ ba bốn tháng gì đó là phải đi chỗ khác thành ra là nói chuyện qua lại với hàng xóm chi mình cũng có quay lại đâu ngày xưa thì cũng không có cái vụ mà xin số điện thoại liên lạc này nọ đâu kia đâu có đâu đó là bà ngoại nói là chỉ là ở ở nhà giữ con không có chơi với ai cả mà sao bà nào bà vô duyên mới vô bà, bà, ngắt chân mình này nọ nọ kia đó mới ẩm mà ngọc bỏ lên trên võng xong mình nhắc lại một lần nữa nha bắt đầu là mới cũng vội 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 mắt cũng chưa nghĩ là ma cỏ gì cũng vội 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 mắt xong cái đi từ từ cái ai qua đây sao không hỏi hang người nhà làm như già quan chết chủ cô ơi qua bộ xin mắm muối gì nói tôi một tiếng chứ làm gì vô ngắt giò tôi vậy trời thì ra sau bếp làm gì nó con tôi về con tôi thấy người lạ vô con tôi nó rầy tôi chết đó nghe không nó vừa đi vừa nói đi ra sau sao bếp nó đâu có gì đâu ra sao bếp cái nhìn tống quơ tống bắt như vậy nó ủa không lẽ giờ nó vô trong buồng ngủ cũng quẹo vô trong buồng ngủ kiếm rồi quẹo vô trong toilet trời cái nhà mướn nó có chút xíu chứ bao nhiêu nhà cấp 4 mà à, đi lục từng ngóc ngách nhìn thì không có ai bắt đầu là cũng hơi điếng điếng rồi kỳ ta rõ ràng mình thấy trước mắt mặc dù là không thấy rõ rệt nhưng mà chắc chắn là có mà còn ngắt vô chân lúc đó bà ngoại nó còn gờ gờ nó còn đau đau mà nó còn đau đau với bắp chuối nó chân thật như vậy đó thì đang trong lúc mà ừ là cũng tò mò cũng đang phân vân như vậy thì bắt đầu là nghe nghe trên đây bắt đầu là bạn ngọc bạn bắt đầu bạn khóc mà kiểu như khóc rất là lớn luôn đã khóc quê khóc khóc lớn lên như vậy nè đã cái bắt đầu lúc này bắt đầu là bà ngoại mới tức thì mới giọt mới chạy lên thì khi mà giọt chạy lên á lúc đó mới đầu tiên bà ngoại còn tưởng đâu là bạn ngọc bạn té giỏng. tại vì lên đó thì thấy bạn ngọc nó không nằm trên giỏng mà rồi bạn nằm ở dưới đất rồi nhưng mà một người đó chắc trước giờ một người từng bị té giỏng rồi đúng không chứ mình mập mình té hoài mình nói một người nha, cái giỏng nó đang nằm bên một người té là dữ lắm thì mọi người chỉ nằm ở dưới cái giỏng hoặc là cách cái giỏng mà gọi là vài cm thôi nó nằm kế bên cái giỏng. không lần này bạn ngọc bạn nằm gần ở ngoài cái cửa luôn mọi người tưởng tượng đi cái võng mà văng chéo cái nhà như vậy ch chéo góc này góc kia thì từ cái chỗ bạn ngọc bạn nằm trên võng mà tới ngay chỗ cái đố cửa đó nghe là nó cũng phải là cỡ 2 mét mà bây giờ bạn ngọc bạn đang nằm ngay chỗ cái đố cửa như vậy cửa thì đóng rồi cửa thì đóng kín mít rồi đã nhà bà ngoại sợ trộm cắp mà người đóng cửa mà đó là thấy bạn ngọc bạn nằm giống như là có ai đó mà gọi là kiểu như cầm cái võng mà hất bạn ngọc cho bạn ngọc bạn văng từ ở trên võng mà văng tới cái cửa như vậy luôn Trời ơi, nhỏ nó khóc um sùm trời đất nó la tại vì chắc là đau đớn lắm á. Kiểu như bị rớt xuống rồi bị đập đầu, bị đập tay, đập chân hay sao còn nhỏ mà. Đó mà khóc ngủ lú bù loa trời ơi bà ngoại nhìn cảnh tượng xong bắt đầu là chạy lại là hớp cháu vô ôm trong lòng rồi dỗ 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 liền. Nhìn tay chân nó dính cỗi là tại vì lúc đó nhà cũng chưa có quét đâu mọi người. Bị văng ra ngoài đấu cửa và bị cát đất dính trên tay là khóc quá trời khóc luôn. Đó thì lúc đó là bà ngoại rồi xong biết là 100% rồi là, là là ma cỏ là nó chọc nó đuổi mình rồi đó rồi bắt đầu là mới ẩm vô trong buồn bắt đầu là cho ngủ ở trong buồn em rồi thì khi mà ngủ xong rồi bắt đầu là tới tới chiều hôm đó chiều đó là ba mẹ là có về thì ba mẹ về xong bắt đầu là bà ngoại mới kể là câu chuyện như vậy mà còn gọi là nửa tin nửa ngờ nha bà ngoại mới giặt cái lúc đó là bà ngoại mới giặt cái cái cái, chuối lên đó đúng thật sự mọi người nó có hai cái dấu mà giống như mọi người ngắt gì này nhưng mọi người tưởng tượng là có ai đó cầm cái ngón tay mà ngắt mà ngắt thiệt là mạnh chứ đều là muốn 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 giật cái cục thịt ra luôn á là nó có hai cái vết bầm tím như vậy luôn đó là mới nặng nặc mới, mới, mới kể lại câu chuyện như vậy <laughs> thì khi mà kể lại như vậy xong á lúc đó là ba mẹ một phần là cũng không tin một phần là do cũng nói chung là đăng đăng đê đê công chuyện mà Rồi đi về là đi công tác xa về ba bốn ngày là chỉ muốn về nhà an dưỡng nghỉ ngơi không khí gia đình thôi chứ hơi đâu mà nhòi nhét chuyện ma vô trong đầu nó mệt lắm đó thì bắt đầu cái lúc đó bắt đầu là đi nữa mấy ngày sau đi nữa bắt đầu bà ngoại nó thôi bây giờ khi mà ba mẹ đi rồi là không có văn giỗng cho ngủ nữa đó, chắc là không phải là do cái giọng mà do cái chỗ đó rồi bắt đầu là toàn ngủ trong buồn mà lúc nào cũng kề cận kế bên hết và rồi còn thêm một cái chi tiết nữa mà khiến cho bà ngoại khẳng định thêm là cái căn nhà này là có một cái việc gì đó, đó kỳ lạ là lúc đó là có đôi khi tại vì mình nói rồi là ba mẹ đi suốt thành đó là bà ngoại nhà là y như là đàn ông luôn á là bóng đèn bóng điếc rồi điện nước rồi nọ đôi khi là bà ngoại cũng tự tay bà ngoại làm luôn đó nhưng mà có đôi khi á là mình mọi người hiểu cái cảnh mà mình đi thuê nhà đúng không có những cái là mình phải cần chủ nhà <laughs> ví dụ như là à, cầu giao điện cầu giao chính nằm đâu rồi à, công tắc nước máy bơm nước nằm đâu đồng hồ nước kiểu là như vậy là mình phải cần chủ nhà mới biết thì bắt đầu có những khi bị như vậy bắt đầu là bà ngoại mới đi tìm à, lúc đó này cũng không có điện thoại đâu bị hư như vậy xong cái cũng ẩm con ẩm bà ngọc đi vòng cái đi tìm cái người chủ nhà đó thì cũng đi tìm được thôi cũng vòng vòng gần gần thôi hỏi hỏi người ta nọ bắt đầu người ta chỉ đó thì bắt đầu là tới đó cái kêu chủ nhà tới cái thấy cái người chủ nhà đó là nhỏ tuổi hơn bà ngoại chỉ là bằng bằng tuổi của ba với mẹ thôi đó thì cũng kêu xưng bằng con với cô kiểu như vậy đó thì bà ngoại nói cái gì đâu mà thằng đó thằng gì nó nó chủ nhà nó 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 chủ nhà nó đứng ra nó cho mướn mà mà nó làm hợp đồng như thiệt nha có hợp đồng giấy trắng mực đen này nọ luôn mà vô cái gì đâu mà hỏi nó gì nó cũng không biết chứ cầu giao điện nằm đâu không biết đồng hồ nước nằm đâu không biết nó ủa gì chủ nhà gì kỳ vậy cái hỏi gì cái làm bộ nó ừ tại vì tôi à, à, tôi mua nhà này không à tôi mua lại rồi tôi cho mướn vậy thôi chứ tôi đâu ở thành ra có tôi có vô đây lần nào đâu mà tôi biết rồi cứ vậy đó à, là bà ngoại cũng hơi sinh nghi chút xíu lúc này bắt đầu là bà ngoại mới quyết định như vậy nè mới ẩm lúc này bắt đầu là mới mở rộng cái cái mối quan hệ đó ha lúc trước là không chơi với ai ha nhưng mà lần này cái cũng ẩm cháo qua làm bộ nói chuyện chơi này nọ đồ dăm bữa nửa tháng đó thì trong lúc đó bắt đầu là khi mà ngộ cái nha à, khi mà bà ngoại bà sanh nghi rồi bà cúng kiến này nọ đồ rồi đó thì không còn hiện tượng ma cỏ gì nữa nghe à không còn hiện tượng ma cỏ gì nữa nghe bắt đầu là khi mà sanh nghi như vậy đi hỏi lần la hỏi bắt đầu mới biết à, biết được mỗi câu chuyện mới ráo riết về bắt đầu là mới kể cho ba mẹ nghe là không tin kia ba mẹ qua hàng xóm nghe, nghe kể luôn á thì cái câu chuyện nó là như vậy nè Lúc trước cái căn nhà đó đó là được nhà nước cấp lại cho một cái người lớn tuổi À một cái người lớn tuổi cũng không biết là có chức vị gì hay không thì không biết mà nói chung là nhà đó là của nhà nước người ta xây của một cái một cái một cái bài già bà cũng lớn tuổi rồi à cũng lớn tuổi là ở trong cái căn nhà đó rồi cứ ngày qua tháng lại như vậy rồi thì bắt đầu là cái bà đó bảo mất ở trong nhà cũng hỏng có ai biết rồi bắt đầu nhà nước họ cũng lo luôn họ cũng lo uh, đám tang hòm miết nói chung là nhà nước lo toàn bộ hết luôn thì không biết là cái người đó họ có chức vị gì thì không biết ha nhưng mà rồi là khi mà họ mất rồi cái căn nhà đó bắt đầu là cũng để bỏ hoang cứ để đó hoài như vậy đó thì cái ông chủ nhà đó thì không biết đâu ra bắt đầu là tới đó cái cũng làm bộ sơn phết dọn dẹp về nọ đã chút đỉnh cái nhận là nhà của mình luôn thì cái việc này ngày xưa là là có mọi người nha mọi người biết cái câu gọi là cất trâu để lâu hóa bùn không ngày xưa mà nhà mà bỏ không cái để cho kiểu như là thậm chí là anh em ruột trong gia đình cũng vậy ừ là cho mày ở thôi mày thấy mày khổ quá cho mày ở ở đâu năm 10 năm cái tự nhiên thành nhà của người ta luôn rồi không mới không chịu trả luôn đó là ngày xưa là có chuyện đó nhầm thì ông này cũng cũng vậy đã mới đầu cũng sơn phết cái ông cũng tới đó ông dẫn bạn bè tới nhậu cái dâm bữa là kiểu như lâu, lâu 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 đời đó lâu lâu ngày vài tháng đó thì bắt đầu là coi như nhạc của ổng thì bắt đầu ổng để ổng cho mướn hà ổng kêu là bắt đầu ổng đăng bản cho mướn như thiệt vậy đó thì những người xung quanh vậy thôi ta cũng không nói làm gì tại vì giờ nói chi để nó cũng là nhà hoang ghê thấy mẹ luôn thôi ổng cho mướn cũng có người ra người vô cũng đỡ nhưng mà rồi sau đó những người mướn vô giống như là tình trạng của bà ngoại và bạn bạn ngọc đó là cứ bị hù chọc suốt à, cứ bị hù chọc suốt chọc suốt như vậy bắt đầu là những người hàng xóm người ta mới nói ổng là thôi làm vậy thất đức quá à biết nhà có ma có cỏ rồi hay. mà cái ông đó thức đức là tại sao là bởi vì ông lấy cái căn nhà đó đó ông cúng lên cho cái người chủ nhà đã mất thì ông nói đi ông không có cúng kiến gì chân á ông chỉ sơn phết ông để lại ông còn không dám vô ở mà chỉ là kéo bạn bè tới nhậu cho có thì thôi hà đó rồi bắt đầu là cứ để cho muốn lấy tiền cho muốn lấy tiền mà không hề cúng kiến một cái nhang nào hết trơn là có phải là coi như là lợi dụng cả người sống mà lợi dụng cả người chết mà thấy không à là để mà lấy cái tiền nhà hàng tháng nha tuy nhiên thì ổng ổng được cái là ổng không có lấy tiền cọc à, chỉ là lấy tiền nhà đầu tháng như vậy thôi đã là rất biết bao nhiêu người vô bị là gặp rồi đã mà nói ổng thì ổng cũng ổng cũng lơ 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 như vậy cho tới khi mà bà ngoại luôn thì rồi bắt đầu lúc đó bà ngoại nghe cái câu chuyện như vậy rồi bắt đầu là mới kể cho ba mẹ nghe hen ba mẹ còn không tin mà mới dẫn qua bên nhà hàng xóm nhờ hàng xóm kể lại giùm thì lúc đó ba mẹ mới tin thì bắt đầu là mới dọn dẹp bắt đầu soạn đồ bắt đầu là mới chuyển đi chỗ khác để mà ở một người em thì tổng cộng là bà ngoại nói thời điểm đó lâu lắm không nhớ nhưng mà chắc là cũng ở được đâu chừng cỡ cả tháng mấy gần hai tháng hay sao đó à, cỡ tháng tháng mấy gần 2 tháng ấy, là gặp những cái hiện tượng như vậy mọi em thì um, khi mà đi như vậy là mà nói là tới bà ngoại nói là mãi cho vài năm sau luôn lâu lâu có cơ hội đi về đó là cũng đi ngang thấy căn nhà nó cũng vậy à ông nói không không biết có ai không ai nấu gì tới ổng không ai đã động với động ổng cứ làm như vậy hoài thôi ổng cứ nhận là nhà của ổng ổng cứ cho thuê cứ vài tháng là có người vô thuê cứ vài tháng là có người vô mướn mới là như vậy mọi người em đó rồi thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên của của ngày hôm nay mọi người à, còn về cái nguồn gốc của cái bà đó rồi bà ngoại có cúng kiến nghĩa không thì bà ngoại cũng không có nói à nhưng mà sau này bà ngoại cứ nhắc về câu chuyện đó hoài bà nội tự trách bản thân mình á là là cứ để cho bạn bị chọc thành ra là bạn ăn uống lớn không nổi nhưng mà còn về bạn ngọc thì bạn nói là do cái cơ địa em nó vậy đó không ăn ăn uống hay không ăn vậy nó cũng ốm nhôm nhắc như vậy thôi ha thôi rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai này á thì có cái mốc thời gian rõ ràng là năm 2013. Lúc đó là cái người gì? Cái người gì của bạn Ngọc này á là có uh, nhập viện ở trong một cái bệnh viện mà bạn này bạn cũng xin giấu tên nói chung là một cái bệnh viện ở dưới tỉnh thôi, chứ không phải là bệnh viện ở thành phố mình ha. Thì uh, khi mà vào đó đó thì bắt đầu là cái người gì này là có gặp một cái hiện tượng như vậy bài gì bà gặp ma mà cho tới cái lần thứ ba rồi thì bà mới biết đó là ma đó mọi người cái câu chuyện là như vậy nè lúc đó đó khi mà vào trong bệnh gì thì bạn này một con không có nói tới nôm na là được nằm ở trong đó là 7 ngày mới được xuất viện à 7 ngày mới được xuất viện thì khi mà vào trong đó nằm ở trong cái phòng mà dưỡng sức như vậy thì phòng nó đông lắm phòng nó rất là đông khoảng đâu chừng cỡ cả, cả chục cả chục giường nhưng mà kiểu như đầy ngách bệnh nhân hết trơn à đã và cũng rất là hên là cái người gì á là có chọn được một cái chỗ nó kế bên cửa sổ và cửa sổ này nó không phải là hướng ra đằng sau giường mà là nó hướng ngay chỗ nó ngay chỗ cái hành lang luôn mọi người à, thì hôm nay là buổi sáng là y tá bác sĩ người nhà người thân nữa đi tới luôn nó cũng rất là ồn ào đã nhưng mà được cái là nó mát chút xíu thôi thì cái câu chuyện mà người dì gặp á, là như thế này nè Dì nói á, là cái đêm đầu tiên là bỏ Ngủ không có gì hết Nói chung là nôm na là Dì ở một tuần lễ là coi như là 7 ngày nữa ha Là coi như là mình cứ chia ra là 2, 4, 6, 3, 5, 7 Thì thì, thì, thì cái cái hai cái con ma nó hiện vào ngày 3, 5, 7 Nôm na là dễ cứ ngày bỏ, ngày hiện, ngày bỏ, ngày hiện Đêm đầu tiên là thứ hai đó ha Là bỏ là coi như không gặp gì qua đêm thứ qua đêm hôm sau là bắt đầu là thứ ba đó là năm nay như vậy đó thì bắt đầu là tối nằm ngủ như vậy thì buổi sáng nó nó cũng rất là ồn ào cho tới chiều tối luôn nha tới khoảng cỡ tám chín giờ luôn mà cái bệnh viện vẫn còn ồn đó cứ đi tới đi lui này nọ nọ kia nhưng mà tới khoảng cỡ 10 giờ là bắt đầu cái em à, im ru này nọ là ngủ nghe được nghe và lúc đó gì nằm bệnh viện thì chỉ có một mình gì thôi buổi sáng là có người vô thăm nuôi này nọ nọ kia chứ còn mà buổi buổi tối là hầu như gì ngủ có một mình thôi em tại vì cái bệnh của gì cũng nhẹ thì tối gì nằm gì ngủ như vậy bắt đầu là đang nằm ngủ thì nghe cái tiếng rù rì à, Nghe tiếng rù rì thì cũng nghĩ thôi chắc trong đây thì bệnh nhân người ta bàn bạc nhau về tiền viện phí Nôm na là, là bệnh tật ra sao, nằm bao nhiêu ngày, thuốc thang như thế nào Bác sĩ tốt hay xấu thì chứ đó là những cái chủ đề mà trong bệnh viện ấy nói gì cũng kể thôi, vì nằm mới cứ rù rì rù rì rù rì, cũng nghĩ trong đầu nó trời đất ơi sáng sao không nói đi mà để tối đi im ru để nằm ngủ mà tự nhiên không biết bàn bạc làm gì đó thì nằm ngồi cứ nghe rù rì rù rì vì không có để tâm đến cái nội dung câu chuyện nhưng mà cứ nghe xù xì xù xì xù xì hồi nữa cái bắt đầu là gì đó là đâu thử mình nghe thử coi rồi mình tập trung mình nghe thử coi là bây giờ là người ta nói tới cái gì mà tại cái tiếng nói là nó nằm ở bên ngoài cái hành lang chứ không phải là trong phòng thì nghe họ cái tự nhiên gì nói ủa sao không phải cái chủ đề trong bệnh viện nha mùi tưởng tượng có ai đời mà hẹn hò mà hẹn hò trong bệnh viện không nghe nói gì ước hẹn mà nói chuyện giống như là trong phim vậy đó trong phim mà phim 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 tình cảm hàn quốc vậy mọi người ha mày toàn là nói những cái lời mà trăng trói sau cùng giống như là hai người mà gọi là sanh ly tử biệt á anh yêu em gì cả đời này này nọ dù có chết hai đứa cũng sẽ ở bên nhau mình á có kiếp này hẹn kiếp sau rồi tùm lum tùm la hết nói quá trời nó cái gì trời trong bệnh viện mà hai, hai hai cái hai cái đứa nam thanh nữ tú này tự nhiên vô đây mà hẹn hò đó thì khi mà bị bất ngờ vì cái nội dung kỹ như vậy bắt đầu là gì bắt đầu là mới mới bỡ lúc đó là gì nằm gì cứ gác cái tay nhà cứ gác tay lên trên mặt như vậy dễ ngủ mà, lúc đó là gì mới mở cái tay là gì cũng như trầm trầm, tại vì lúc đó là không không có ngồi vậy hẳn đâu mà cứ nằm kế bên cửa sổ để cứ trầm 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 cứ ngó ra ngoài cửa sổ, ngó ra là thấy không thấy được từ cái phần lưng trở lên thôi là đúng thật mà mà họ quay lưng về phía phía của gì nha, là có một trai một gái mặc đồ bệnh nhân không? mặc là đồ bệnh nhân không nha mà kiểu như là đang đứng chỗ lan can mà chống cái tay lên trên lan can đó mọi người kiểu vậy á đứng đang đang hóng gió nè đang hóng gió ngoài lan can giờ quay lưng về phía nè một nam một nữ hai người quay cái mặt nhẹ nhẹ qua thấy được nửa một một nửa bên mặt như vậy luôn nha à, một nửa mặt bên đây nè hai người bắt đầu là nói đứng không có đứng sát mà ôm ấp xèo nẹo xèo nẹo đâu mà chỉ là đứng cách nhau độ khoảng chừng cỡ gần nửa mét đó, đó là cách nhau cũng khoảng cỡ chừng gan hai gan tay đó đó là cứ nói qua nói lại anh nói một câu em nói một câu mà toàn những lời mà trăn trói đau đớn không như vậy luôn đó thì gì thấy gì thì gì cũng cũng ngại cũng nghĩ thôi chắc hai đứa này nó không biết làm sao nhiều khi nó đụng xe nằm chung giường nhau nó yêu nhau luôn hay sao nó không hiểu nữa đó thì cũng kệ mà cái đó nó diễn ra khoảng cỡ độ nửa tiếng là hết nha à gì cũng nằm gì kệ nửa tiếng đồng hồ thấy nghe nó im 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 cái gì chòm người gì ngồi vậy gì dòm cái nữa thì không thấy nữa đời thôi chắc có tâm sự cho đã thôi chắc là giờ nó về rồi à. qua ngày hôm sau bỏ tới ngày hôm hôm sau nữa là ngày mốt nữa thì lại cũng vậy nữa cũng đang nằm ngủ rồi cũng nói nữa mà một cái điều á dì mới nói như vậy nè tới cái ngày cái lần thứ hai mà dì gặp á thì dì mới nghĩ ở trong đầu nó sao mà cái nội dung câu nói câu chữ rồi nói chung là nôm na cái câu thoại á nó y chang như cái lần đầu tiên gặp luôn cũng bao nhiêu đó câu gì nó tới bây giờ dì không nhớ nổi đâu chỉ nôm na là anh yêu em này hẹn em kiếp sau này nọ nọ kia chỉ nhớ nôm na như vậy mà có nhiều đó nó hoài nó trời ơi bộ hai đứa này nó hẹn hò nhau bộ nó không còn gì nó nói hết sao nó có mấy câu gì đâu mà nói hoài vậy trời cũng chồm người ngồi dậy cái cũng thấy cũng thấy đứng vậy đó cũng đứng nói chuyện với nhau như vậy bắt đầu là gì lần này nè bắt đầu là gì mới chịu không nổi nữa tại vì nó là cũng mình khó ngủ sáng nó ồn tối mà rù rì phải ngủ không được đó thì gì bắt đầu là gán gì vịnh cái tay trong cửa sổ gán nếu cái người ngồi dậy bắt, bắt, bắt đầu là gì mới kêu này hai đứa bay đó yêu đương yêu đương cái gì thôi hết bệnh ra ngoài đó hẹn hò nhau công viên gặp phim quán chè gì đó thì muốn nói gì đó nói trong đây chỗ mà gì nói nhỏ nhỏ không nói lớn nói kiểu nói hơi đó trời ơi trong đây đe, 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 bệnh viện không mà để bệnh nhân ta nghỉ ngơi mày tụi bay đứng ngay đó để, ta, ta, tao nằm ngay đây rù rì rù quỳ rồi tao ngủ không có được cái gì trên vậy nói nói hả à, giống như là coi như vậy là tàn hình vậy đó vì nói gì đó hai cái người đó vẫn còn cũng cứ rù rì rù rì nói chuyện này nọ nọ kia đó cái gì thấy mình bị làm lơ như vậy rồi mà nói nói là cái gì cũng không có gan làm lớn đâu đó cũng im 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 thôi gì cũng nằm xuống thôi cũng kệ bà đó thì nằm xuống đâu chừng khoảng chừng có 10 phút sau cái đó im mình quay lên dòm kia là thấy mất tiêu đó thì sáng hôm sau cái bắt đầu á là trong lúc ăn uống này người nhà vô nọ kia bắt đầu là gì mới ngồi gì than vãn than vừa than vãn với người nhà mà vừa than vãn tại vì có cũng có hai giường là cũng nằm cặp mấy cửa sổ giống như gì luôn mới hỏi nó trời đất ơi gì à, chú ơi hồi nữa hồi chắc y tá bác sĩ vô chú nói phụ tôi cái đi gì đâu mà hai đứa kia nó đứng ngoài hành lang cứ tối tối đâu độ khoảng uh, 11 mấy 12 giờ sao đó nó cứ đứng ngay đó nó cứ nói qua nói lại hoài bộ sao chú ngủ được hay ghê vậy thì cái ông kia ông cũng quay qua ông cũng chân hững giống như là ông không có ổng không khẳng định mà ổng cũng không là, là 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 phủ nhận luôn là có gặp hay không thì ổng biết ổng cứ cũng cứ lơ ngơ lơ ngơ như vậy thì cái lúc đó thì gì mới biết là trong cái căn phòng đó chỉ có một mình gì là thấy hai cái người đó thôi à không có sợ mà vậy nói là thôi chắc là nhiều khi mình khó ngủ thành ra mình nghe còn những người kia người ta bệnh viện mà uống thuốc rồi nọ được người ta lúc nào cũng có một liều lượng thuốc ngủ nho nhỏ để bệnh nhân người ta ngủ người ta lấy lại sức thành ra là những người kia nó ngủ ngon còn mình thì mình kiểu như là mình không có ngủ được mình mới nghe như vậy đã tới khi y tá điều dưỡng bác sĩ vô cũng nói luôn cũng than phiền luôn bây giờ không ai nghe thôi bây giờ mình cứ than phiền thì khi mà than phiền như vậy là toàn bị lơ 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 nó ừ không có đâu quy định giờ đó bệnh nhân đâu có được đi ra ngoài đâu này nọ nọ kim đã gì cũng nói thôi bác bệnh viện này kỳ quá bệnh nhân ta gặp vậy ta nói rồi mà còn không tin đúng không bắt đầu là ngoài, qua ngày hôm sau bỏ là tới cái ngày cuối cùng á à, là ngày là ngày thứ bảy là bắt đầu là gì xuất viện đó nha thì ngày là cái ngày thứ sáu nôm na là như vậy đó thì tối hôm đó anh nằm ngủ như vậy thì lần này nè thì gì nó là cũng nghe tiếng rù rì như vậy cũng là những cái lời mà tới cái lần thứ ba gì đó trời đất ơi hay nó y nói y chang những cái câu mà là, mà lần đầu tiên với lần thứ hai đó nha nhưng nó khác ở một chỗ là lần này là họ không đứng ở ngoài chỗ cái là cái lan can họ nói nữa mà là giống như họ đứng kế bên cái cửa sổ họ nói luôn là cái tiếng nó lớn hơn nó rõ hơn rõ tròn vành rõ chữ hơn cũng anh yêu em là hẹn em kiếp sau này nọ nọ kia kiểu kiểu như vậy đó chị nói nó trời đó giống như là nó chiêu ngươi mình vậy đó giống như cái bữa hôm thứ hai mình gặp nó đó bây giờ á mình mình nạt nó có một câu bây giờ nó chiêu ngươi mình nó giờ nó đứng kế bên cửa sổ nó nói với mình luôn thôi bây giờ mình bật mình ngồi vậy mình nạt nó luôn nè mình chửi nó luôn chứ bây giờ mình nhịn nó hoài nó làm tới đó là thì bắt đầu là gì cũng gán rượng cũng gán ngồi vậy nha thì gì vừa ngồi vậy một cái thôi là bắt đầu là gì điển hồn ngồi vậy nhìn qua thì bắt đầu là trong lúc mà gì đang tại vì cái người bệnh mà đâu phải là ngồi vậy giống như là cái người khỏe mình nó nhanh chóng đâu phải nếu này nếu kia gán gượng ngồi vậy không ai đỡ bợ đỡ trơn á gán ngồi vậy cũng phải là cỡ năm mười giây gì đó thì trong năm mười giây đó vẫn còn nghe rù rì rủ rỉ anh yêu em kiểu kiểu như vậy mà khi mà ngồi thẳng vậy rồi quay cái mặt ra cửa sổ rồi là cái âm thanh nó im rung âm thanh im ru nhưng hình ảnh là coi như là rõ rệt luôn hai cái người đó họ đứng đứng thẳng cái người như vậy nè mọi người nha đứng giống như là gọi là nghiêm nghị vậy là nghe hai người đứng nghiêm như vậy nè mà người này cách người kia cái cái, vai người này cách vai người kia độ khoảng gan tay hai người đứng song song như hai cái bàn tay của mình như vậy vậy nè mà đứng ngay cái cửa sổ luôn vì nó là từ từ cái mặt của gì đến cái mặt của hai cái người đó chắc độ chừng cỡ ba gan tay là cỡ 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 độ nửa mét đổ lại lên hai cái người đó đứng mà cái mặt ta nói nhen nó xanh như cái tàu lá chuối cái mặt kiểu như là gọi là mà không có cảm xúc gì đâu cái mặt mà, mà, kiểu như là cứ nghiêm nghĩ như vậy nè đó bắt đầu là đứng như thế nhưng bắt đầu là gì bắt đầu là gì cũng rợn rợn rồi thì ngay tức thì lúc đó bắt đầu là gì đã nghĩ trong đầu rồi chết mẹ đập ma hay gì coi sao tự nhiên nó đứng gì kỳ dữ vậy ha đã và 5 giây sau đó thôi là gì không có cần phải nghi ngờ khẳng định luôn hai cái người đó mới hỏi đứng như vậy là họ mới nói họ mới nói cái gì như vậy nè mai á cô về rồi cô nhớ mua đồ cô cúng cho hai vợ chồng tôi cái ngang đã nói một cái câu mà nó ngọt liệm mà nghe cái giọng điệu thì nó ngọt nhưng mà nó cứ vang vang nó, nó nó, nó, cứ kỳ lắm kìa vừa nói xong là cả hai nó là ông chồng ông nói rồi chứ còn cái 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 người con 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 gái thì im đó bắt đầu là hai cái là hai người lùi 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 lùi, lại xa cái cửa sổ như vậy thì vừa lùi tới cái hành lang cái bụp cái là biến mất tiêu luôn trời ơi gì nói nhân cái tay mà gì gồng gì cầm như cái trong cửa sổ tại vì gì nếu cái cửa sổ gì ngồi cái cửa cửa sổ vuông vuông bằng sắt đó gì nếu gì ngồi vậy mà, mà gì vừa, thấy cảnh tượng đó cái tay gì cứ cầm cái khung cửa sổ như vậy nè cứ cầm cái khung mà cứ nhìn mà cái người cứ rung 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 mà rung bần bần bật nhưng mà họ vừa biến mất một cái thôi là bắt đầu là nó gì la âm sầm mà có một cái chi tiết mình quên nói với mọi người đó là cái chuyện mà gì nằm trong đó là cái ngày xuất hiện có gì là gì không biết trước vì không chỉ, chỉ là cứ nằm mà bây giờ là cứ nằm nằm bác sĩ nói ừ là cho xuất viện về giờ nào là về giờ đó không có hề biết trước cái giờ xuất viện mà bây giờ họ nói như vậy hen đó thì họ vừa biết mất bắt đầu thì chị la tao nói la mà la thất thanh la âm sầm hết trơn trong đó mười chín cái chướng chín cái giường bệnh nhân kia là người ta thất chị hết luôn người ta, người hoảng loạn người ta nghe gì la quá trời thì ở đây bắt đầu y tá điều điều dưỡng thậm chí là bảo vệ cũng chạy lên luôn đó thì bắt đầu là gì vừa khóc gì vừa mới kể lại ừ là tôi gặp vậy đó tôi gặp hai vợ chồng mà 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 ma vậy đó ừ, cài, cài lâm cài chết kể lại nghe mà nói tôi gặp ba lần rồi tôi mới biết cái kiểu, kiểu à, mới nói vậy nó kêu tôi cúng cho nó này nọ nọ kia đó cái rồi xong bắt đầu lúc đó đó thì ngay lúc đó bắt đầu là cái người bác sĩ đó họ mới lại thì không biết là họ có tin hay không họ biết hay không thì không biết chỉ lại họ dỗ dành họ vuốt vậy coi nằm xuống ngủ đi mai về rồi mai về rồi ráng ngủ đêm nay đi mai về mai về thì tới lúc đó là gì mới tin thật sự là ngày mai về là bà gì còn nói với ông bác sĩ đó trời đất ơi trời đất ơi nãy được cái thằng nó nó nói với tôi y chang ông luôn nó nói y chang bác sĩ luôn bác sĩ ơi nó nói tôi là mai về rồi nhớ gì cúng cho hai vợ chồng nó cái gì ghê vậy trời nó biết trước là ngày mai tôi về luôn đó là ông bác sĩ nói ráng ngủ đi đang đang nằm ngủ đi rồi cũng cũng ngủ chút xíu à ngủ 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 xíu sáng sáng về sáng về đã có chung là những người ta cũng lơ 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 như vậy luôn đó thì tới sáng hôm sau thì cũng gì cũng nằm xuống bắt đầu là gì đó là niệm phật không luôn á cũng có ngủ đâu gán niệm phật hai ba tiếng đồng hồ sau gần 3 giờ mới ngủ được chứ bộ đó rồi ngủ xong sáng hôm sau là cũng như là họ họ những cái người đó họ biết được gì gặp như vậy thành ra họ tranh thủ giấy tờ mọi người biết mà ở trong bệnh viện á mọi người làm thủ tục xuất viện nó lâu lắm đó kiểu như là người ta làm tùm lum tùm, tùm la còn cái này là biết gì gặp như vậy là người ta ưu tiên trước luôn người ta ưu tiên trước người ta làm lẹ 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 để cho gì xuất viện là mới đâu chừng tới sáu mấy gần 7 sáng ngày là vô là coi như là có xuất viện xuống người nhà lên điện cho người nhà lên là lấy thuốc rồi nọ là đi về luôn rất là nhanh đó thì khi mà <cười> <cười> xin lỗi mọi người lúc đó khi mà về như vậy rồi thì uh, bắt đầu uh, là lúc đó có một cái người điều dưỡng họ vô họ 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 đưa giấy như vậy bắt đầu là gì mà nói là thôi bây giờ uh, tôi tôi nói cô nghe nè tôi 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 gặp người ta ba lần như vậy rồi đó mà tối hôm qua người ta nói tôi hôm nay được xuất viện về rồi người ta dặn là Hả, bây giờ là mua đồ cúng cho người ta thôi bây giờ cúng cúng được hôn để tôi về đó tôi kêu con cháu tôi nó mua đồ xong rồi chắc là chiều nay đó tôi tôi quẩn quẩn tôi tôi khỏe khỏe đó tôi lên tôi cúng thì cái người điều dưỡng nó họ mới nói như vậy nè cái câu nói của họ chứng minh là họ biết chuyện á. mà họ biết rõ luôn á họ người điều dưỡng họ nói như vậy nè thôi đừng cúng gì chân á chị mà cúng cho người ta đó là chị vô đây hoài luôn á không phải mình chị đâu không đâu chị gặp đâu ở đây á nhiều lắm rồi nhiều lần lắm rồi đó cũng vậy đó cũng cúng xong rồi cúng xong cái là cứ dăm bữa nửa tháng cái là vô đây nằm cứ giống như là người ta ấy, kiểu như là người ta cúng được cho người ta rồi đó bắt đầu người ta quậy làm sao cho bệnh nói chung là không có nặng không có tai nạn không chết chóc hết mà người ta quậy sao cho bệnh tới bệnh lui. cứ phải vô đây hoài cứ vô trong đó hoài để mà ừ là họ hiện nó họ chọc tiếp bắt đầu là cho cúng cho họ tiếp cứ rơi vào trong một cái dòng lẫn quẩn lẫn quẩn như vậy thậm chí là cái người điều dưỡng đó đó họ còn nói là có kêu thầy tới luôn kêu thầy pháp tới để mà gọi là giống như là gọi là gì cũng như là 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 trục hồn xuất hồn mới là xin là đừng có quậy đó đừng có cái kiểu mà nó cứ cứ về xong dăm bữa nửa tháng cái hành cho bệnh bệnh cái lên đây nằm cái hiện ra như vậy nữa cái bắt đầu là cúng nữa là cứ vòng 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 như vậy kêu thầy lên luôn nha đó thành ra là bây giờ cái cách giải quyết tốt nhất là gì thôi bây giờ cứ về à cứ đi về là cứ đi về thẳng nhà luôn nha tốt nhất là có ghé chùa ghé chiền hay là nếu mà đạo chúa thì bắt đầu là ghé bên nhà thờ hay sau đó kiểu kiểu như vậy chứ đừng có cúng kiến một khi đã cúng rồi là cứ phải dính vô đây hoài luôn Trời ơi, cái bà điều dưỡng bà nói như vậy rồi mà rồi là gì nói là gì, gì? sởn da gà luôn nha. Mới đầu á gì <laughs> nói khi mà bị chọc rồi cái đêm hôm đó nằm tôi là sợ nhưng mà cũng thương. Nó nói là chắc là hai vợ chồng này chắc là bị tai nạn cũng lượt rồi vô đây bắt đầu là hai vợ chồng cũng mất chung lượt dễ thương quá. Mới hiện ra thôi chắc trong đây người nhà không mới kêu hồn về đói khá trong bệnh viện nhờ mình cúng thấy nghĩ cũng thương. Đó nhưng mà sáng hôm sau nghe bà điều dưỡng nói như vậy rồi là cũng như tá hỏa tâm tin luôn. Thôi lẹ 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 xuống lấy thuốc đi một nước một đi đi về luôn nha mọi người nha đương nhiên là cũng ghé chùa cái không có xin bồ xin chú gì à, nhưng mà bà điều dưỡng bà dặn vậy thôi mình cũng ghé cho nó yên tâm thôi vô trong đó cũng thắp nhang lên phật cũng cầu xin rồi thôi đừng chạy cho dông vía theo nó quậy phá à, rất là may mắn khi mà gì về rồi là im luôn à về về là im luôn là coi như là không có bất kỳ chuyện gì xảy ra đối với gì mọi người em rồi, rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà dì đã à, đã gặp ma trong à, bệnh viện như vậy mọi người ha một cái cặp vợ chồng như vậy còn tới lúc đó là lẽ quá có nhiều người là tối gặp tối gặp xong bắt đầu là lúc mà gặp rồi bác sĩ y tá vô cũng cũng ráo riết ráo riết sáng hôm sau cũng ráo riết ráo riết rồi cũng xuất viện về luôn cái cũng không có hỏi rõ là hai cái người đó thật sự là họ bị cái gì mà họ mất à, hay họ mất cùng một lượt hay là do là người người mất trước người mất sau rồi sau đó hai cái hồn đó gặp nhau cái kết nghĩa vợ chồng thì cũng không biết luôn nên nôm na chỉ là hai vợ chồng nó hiện về mặt chắc chắn là hai vợ chồng. Tại vì lúc đó ông chồng ông hiện ra ông nói là, ừ, là về rồi nhớ mua đồ cúng cho hai vợ chồng. Tôi ông nói rõ ràng câu đó mà. Đó là như vậy mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện uh, thứ hai của ngày hôm nay nha. Bây giờ đó là mình sẽ uh, qua đến cái câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện thứ ba này á, là do một anh, anh này anh xin giấu tên, anh gửi về cái zalo cho mình thì mình xin phép đặt tên anh này, anh tên là anh Hoàng nha mọi người ha. Thì anh Hoàng nói kể là anh nói cái câu chuyện nói về bóng ma trên cầu Sài Gòn của mình ha. Thì những người nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc cũng không có xa lạ với cái cầu này. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như cái trí nhớ của mình á thì là cây cầu này tới hiện cái 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 phiên bản cái cầu Sài Gòn hiện tại bây giờ là được sửa là lần thứ ba thì phải nhưng mà trong câu chuyện này là anh 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 cái anh Hoàng này anh kể là cái cầu phiên bản đầu tiên thời điểm đó là mới vừa năm 2000 lẽ mấy anh không nhớ nhưng mà nói chung là 2000 lẻ đó vừa qua năm những năm 2000 thôi thì lúc đó đó là anh nói là thời điểm đó là anh có công việc anh anh nhà của anh á thì ở Phú Lâm À, ở ở phú lâm quận 6 mình nói nhưng mà anh có mỗi công việc anh đi anh cũng hay thường xuyên anh đi chung với vợ á, là phải đi qua bên đó thời điểm đó là bên quận 2 hay là thủ thiêm mà nọ nọ kia mọi người nha, và lúc đó là nó cực kỳ hoang vắng nhưng mà tại vì anh có công việc anh làm bên đó thành ra là anh nói chung là anh đi qua đi lại một tuần như vậy là cũng một đến hai lần anh đi ngang cái cầu sài gòn đó hoài hà cứ một tuần một hai lần á thì lúc thời điểm đó là anh đi một cái chiếc rim à, anh đi một cái chiếc uh, rim thái nọ ngày xưa cũng có giá dữ dằn lắm nha anh nói anh đi hoài anh đi cũng cả năm mấy trời không có chuyện gì nhưng mà hôm đó thì hai vợ chồng về cũng khá là khuya những lần trước là anh đi về chiều chiều không à cứ khoảng cỡ đi làm công việc mà từ sáng mà tới bốn năm giờ chạy về từ từ bên, đó chạy về tới phú lâm khoảng cỡ một tiếng đồng hồ đó nhưng mà hôm đó bắt đầu là cái công việc anh nó đổi cái thời gian á thì bắt đầu là anh mới làm một cái buổi cũng hơi tối tối thì cũng không phải là khuya lắm đâu khoảng cỡ bảy giờ mấy tám giờ trễ hơn bình thường chút xíu thì cái vào cái ngày đầu tiên khi mà anh đi vào buổi tối như vậy anh đang chạy anh thì lúc đó anh nói một khi mà anh tập trung anh chạy xe đó là anh anh quan anh anh tập trung anh nhìn đường dữ lắm mà mọi người nên nhớ nha vào những năm 2001 2002 2003 đó là Sài Gòn mình tương đối là vắng vẻ à lúc đó thì những cái người mà à, dân tứ xứ về làm ăn công nhân nào đó kia thì chưa có nhiều như bây giờ đâu à mình nghĩ là những anh chị là cô chú lớn tuổi là sẽ biết cái này thành ra anh nói là tới khoảng cỡ bảy mấy tám giờ thôi cầu sài gòn là bắt đầu là là, là vắng rồi là leo que leo que rồi đó thì anh cũng cứ tập trung anh chạy như vậy thì khi mà anh chạy như vậy tới được tới độ nửa cầu vừa đang tuột dốc cầu lúc đó thời điểm đó là cái cầu sài gòn như nó cũng khá là cao cao như vậy thì anh vừa tụt dốc cầu gì bắt đầu là vợ anh á ngồi đằng sau cái nói, nói anh ơi hình như á, là có, có, có con nhỏ nào á, nó nó tính uh, nhảy cầu uh, tự tử kìa anh mà anh nói ra thời điểm đó là những cái người mà người ta nhảy cầu tự tử ở cầu sài gòn nhiều dữ lắm à, cũng banh bọng đề đớm cũng có thiếu nợ thiếu nần cũng có là rừa đảo tình duyên tùm lắm chứ á. là là nhảy cầu tự tử ở cầu sài gòn nhiều lắm thì khi mà anh nghe như vậy cái bà nói, nói cái gì ghê vậy em 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 thấy hồi nào. Nói trời ơi em vừa thấy em 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 nhìn mà em chưa có kịp kêu anh anh vừa giọt qua một cái em kêu anh liền á. Thì lúc đó bắt đầu là mới thắng lại mới thắng lại giữa cầu mới. Mọi người nên nhớ nha cầu Sài Gòn á là nó có cái len dành cho xe Honda là nó rất là nhỏ, nó 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 nhỏ nhỏ như vậy này nghe. lên xe hơi là khác nha. Thì bắt đầu anh mới anh anh mới dừng lại anh mới tấp vô lại khi mà anh quay qua hai vợ chồng bắt đầu quay qua dòm thì không còn thấy nữa chứ bắt đầu bà vợ bà mới la nó chết rồi anh ơi thôi thôi chắc người ta nhảy rồi chắc người ta nhảy rồi đó bắt đầu hai chồng bắt đầu lẹ lẹ bắt đầu mới gạt chống xe để xe giữa như vậy luôn mình cứu người mà đó bắt đầu là hai chồng mới chạy lại bắt đầu là mới đứng ngay chỗ đó bà bà, vợ mới nắm tay chồng bà dẫn lại ngay chỗ ngay chốc đó, đó đó thời điểm đó cầu sài gòn còn cái lan can mà mà như là màu màu màu, mà, màu trắng đỏ sao mình không nhớ nữa là đứng ngay đó như vậy đó bắt đầu là bà chị em em thấy nhỏ nó đứng ở đây nè nó đứng ở đây nè không biết nó có nhảy chưa nó đùm bắt đầu là anh chị bắt đầu nhìn xuống à, thời đến nói là còn Lục Bình nữa, anh nói là là ở dưới sông Sài Gòn, Lục Bình nhiều lắm, bắt đầu nhìn xuống, nhìn tới, nhìn lui như vậy cũng không thấy cái gì nữa, đầu kia nó bây giờ chết rồi, biết giờ sau giờ ta mà đường lúc đó xe cộ qua lại cũng lưa thưa, lưa thưa như vậy, cái anh nghĩ nghĩ trong đầu anh nói, thôi thôi chắc đi về mới giờ mình mất công mình rước họa vào thân quá mệt lắm đó để nói chung là anh cũng hơi ích kỷ một chút xíu nha à, cũng lên cái bắt đầu bà vợ cũng nghe theo bắt đầu là cũng lên xe bắt đầu là cũng rồ mái bắt đầu là cũng chạy về ha. thì khi mà chạy về chứ mày trên đường về mà từ từ cầu sài gòn về phú lâm thời thì nó cũng xa lắm xe ghim chạy chậm thì bắt đầu ông bà vợ nói trời ơi sao đẹp quá mà đi tự tử vậy ta thì ông chồng ông cũng hỏi kỹ vô thì bà vợ mới nói là cái cô đó có cái, cái 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 nhỏ đó mặc đồ đẹp lắm anh ơi mặc đồ nhìn nó sang lắm chắc là cái này là tiểu thơ đài cát á mặc những cái năm hai nghìn mấy nha mà mặc đồ giống như là cái yếm vậy đó à dân mà gọi là dân sài thành mà dân mà ăn chơi mà kiểu kiều nữ mà mọi người đó mặc cái yếm nha màu kiểu như màu kim tuyến đằng sau là hở lưng như vậy nè mặc một cái quần jean quần jean ống loe màu xanh à, quần jean xanh á ống loe nhìn nó rất là thời thượng mà nó đẹp vào thời điểm đó dữ lắm luôn đó thành ra là bà bà, 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 vợ bà nói là em không nghĩ một cái người như vậy mà lại đi tự tử tại vì thấy đẹp quá thấy đẹp mà cột tóc búi 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 lên cao như vậy đẹp lắm vậy nè đó bắt đầu ông chồng nó thôi chắc nhầm khi lừa đảo hay cái gì đó kiểu kiểu như vậy ha cái rồi bắt đầu cũng đi về cũng đi về cũng thôi cũng không có bàn bạc cái câu chuyện nó làm gì tại vì hai hai chồng thời điểm đó cũng cũng neo đơn cũng không có bạn bè gì nhiều để mà nói chuyện cái đầm khoảng cỡ chừng cỡ năm bảy bữa sau bắt đầu là cũng đi lần nữa nhưng mà lần này là không có vợ đi chỉ có một mình anh hoàng này anh đi thôi cũng buổi sáng cũng đi cũng đi lên đi làm mày nói đó kia tới cũng tối tối cũng về thì khi mà về như vậy mà bắt đầu lúc này buổi tối về nhưng mà bắt đầu anh mới nhớ đến cái câu chuyện mà vợ anh ấy như vậy anh cũng vừa đi anh cũng vừa tặc lưỡi nó trời ơi cầu sài gòn ha chốn phồn hoa đô, đô, thị này nọ đồ mà cái cầu này là cái chỗ mà để là mà kết thúc những cái cái mạng sống này, là, là suy nghĩ vẫn vơi trong đầu như vậy anh cứ cọc cạch cọc cạch anh chạy anh chạy <laughs> họ cái anh thấy anh thấy phía từ xa xa nhưng mà cứ như anh đang chạy lên cầu như vậy là cái cầu sài gòn nó rất là dài mọi người nha thì anh đang chạy lên dốc cầu thì anh thấy là phía xa xa rồi cách anh độ khoảng chừng cỡ trăm hai trăm mét rồi là thấy trên đỉnh cầu là có một cái cô gái mà sao giống y chang như là bà vợ mình diễn tả luôn cũng quần xi nóng le mà anh nói thiệt chứ đàn ông nhìn là mê thiệt luôn đó kiểu như là nở nang này nọ nọ kia đẹp lắm quần xin nóng le bó vô như vậy mà mọi người nó hở nguyên một cái một cái bờ lưng trắng như vậy nè đằng sau có cái yếm mà đằng sau có một cọng dây cột nơ mỏng ten đằng sau như vậy thôi trời ơi nó đẹp bà cố nội luôn đó bắt đầu ông chồng đấy ủa kìa ông nghĩ trong đầu á sống nhăn vậy mà anh vợ mình nói chết nào chết rồi đã thay vì lúc đó gặp mà nghĩ là ma liền ở ừ, tại vì hôm bữa mình thấy mà mình quay lại biến mất mà thì tự nhiên lúc đó anh hoàng nó nói không biết anh bị lú lẫn hay là chắc <laughs> không thấy gái đẹp quá ông mê sao ông ấy trong đầu nó trời đất ơi ta còn sống nhăn răng đó mà bác kêu tự tử chết cái gì đó không biết nữa hả đã anh cũng chạy ngang nhưng mà tại vì anh nói cái lúc đó đó mọi người anh chạy một cái chiếc rim quyền mặc đồ thời điểm đó còn chưa đâu nó mô hiểm mà lẻ à, 206 mới bắt đầu nó mô hiểm đúng không thời điểm đó chưa đâu nó mô hiểm luôn chạy rim quyền này nọ đồ bình thường mang ăn dép tổ ong mà nhìn cái cô đó cổ quý phái quá trời thôi mình cũng không có dám bắt chuyện mình nói chuyện nói bây giờ mình thân phận mình mình cũng có vợ rồi anh chỉ dám chạy tàn tàn anh nhìn thôi và cái cô đó, đó là cổ đứng mà cổ quay lưng về bên trong cổ hướng mặt ra bờ sông là hai tay thì dính lên trên thành cầu như vậy vậy nè anh cũng cứ nhìn cũng cứ tàn 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 tà, anh cũng nhìn nhìn nhìn, nhìn. anh cũng rồ ra qua mà nó đẹp quá đẹp ha đó thì anh vừa rồ ra qua xong cái bài là anh bẻ bẻ cái kiến hậu kiến hậu bằng nhựa của chiếc rim ngày xưa đó mọi người mới bẻ bẻ kiến hậu là thèm không <laughs> không nhìn nếu kéo được nhiều nếu kéo đâu anh nói anh bẻ 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 kiến hậu anh dòm cái anh không thấy nữa cái bắt đầu anh thắng cái xe lại anh cũng hơi kiểu như anh cũng hơi giật mình bắt đầu anh mới anh mới thắng cái xe lại cái bắt đầu anh 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 ngoái cái đầu ra anh dầm thiệt, thiệt, tình là anh nhìn anh vinh lại là anh không thấy đâu nữa, nữa đó. đó anh anh chưa kịp đinh ninh anh chưa kịp nghĩ là ma cỏ gì bắt đầu là những cái xe đằng sau nó bóp kèn lúc đó anh nói là là không biết sao cái hôm đó chắc là cuối tuần hay sao ta dẫn vợ con đi chơi á ngày xưa cầu sài gòn là một trong những cái điểm đi chơi đông lắm nha rồi bóp kèn tiến 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 gì cha nội tiến thắng giữa đường cha nội bóp kèn quá cái thôi cũng anh cũng rồ ra anh chạy luôn bắt đầu anh chạy từ đó anh chạy về đến đến đến, đến phú lâm quận sáu anh cứ gãi gãi cái đầu anh nói ủa gì kỳ ta đúng rồi sau lần trước vợ mình nó nó thấy nó cũng quay lại nó mất tiêu mà lần này nữa mình cũng thấy vậy mà nó là thời điểm đó là anh không có nghĩ chuyện ma cỏ gì trên anh nói ủa không lẽ nó, nó 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 chắc là ngay cái đỉnh cầu mà tưởng tượng không là ngay cái dấu cầu như mày nè thì nếu như mà bà đó cái 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 cô đó cổ chỉ cần bước khoảng chừng có năm bảy bước thôi cổ qua bên cái dốc cầu bên kia thôi ông này bên dốc cầu bên này bà kia bên dốc cầu bên kia thì thật, thật sự là không thấy nhau đó nhiều khi là có, cũng có thể là như vậy rồi cũng chạy về cũng về cũng nói với vợ nó em ơi em nói người ta chết chóc gì nãy anh mới đi thấy nè đúng rồi quần riêng ống le mặc cái áo mà cái yếm này nọ đồ màu kim tuyến này nọ nọ kia thì cái bà vợ bà nói Ủa vậy hả Trời ơi vậy thôi cũng hên Cái bà vợ bà mới nói như mày nè Phụ nữ với nhau hiểu ý nhau Bà mới nói với nhau vậy nè Anh ơi Dụ như bây giờ nhà mình tiền bạc không đủ ăn đó Tôi nói tôi không phải tôi, tôi tôi, tôi kể lễ gì Dụ như là tôi là có 5-7 bộ đồ tôi mặc năm trời đổi tới đó lui Chứ mấy cái cô gái như vậy tiểu thơ đại cát như vậy đó nghe Đồ á, người ta mặc một lần người ta dục Đó đồ xịn xòi đồ, đồ kiểu như vậy lắm luôn Người ta mua sắm dữ lắm mà sao tuần mới tuần trước đây tôi chính mắt tôi gặp mặt bộ đồ đó mà sau tuần sau mới hôm hồi nãy ông gặp cũng mặc y gan bộ đồ vậy luôn ông nói đúng không quần jean ống lê đúng không mang cái dài câu gót rồi rồi mặc cái 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 yếm mà kim kiến kim, 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 kim tín đúng không nó ừ đúng rồi đúng rồi nó ủa sao kỳ ta không lẽ cái cô đó rồi rồi, 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 rồi cổ có một bộ đồ cổ mặc hoài nó em ơi thôi nhầm khi bây giờ đồ đẹp nó hiếm thành ra người ta có một bộ đồ tao mặc cũng nói tới nó luôn cũng không suy nghĩ gì nhiều cũng đúng khoảng cả năm bảy bữa nữa đi một lần nữa và lần thứ ba này anh vẫn tiếp tục anh thấy luôn đã nói anh cũng suy nghĩ vẫn bên cũng chạy 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 cũng tới cũng thấy từ xa nữa cũng đứng nghe nó cũng quần riên ống le vòng ba nở nang chưa cái lưng trắng phiếu này nọ nọ kia Cũng đứng mặt anh đúng bộ đồ nó bắt đầu là anh nói anh anh nói là lúc đó anh không có chạy lại gần luôn là anh thắng từ xa à anh thắng từ xa anh bắt đầu anh thắng anh tấp vô lề anh sợ người ta bóp kèn anh tấp vô lệ anh nói anh dòm nha nó là anh nói anh dòm anh nói ủa nhỏ đó nữa kìa mà sao nó đúng nó mặc đúng bộ đồ nữa vậy ta ơi sao mặc đúng bộ đồ cũng đứng cũng chống hai tay lên trên thành cầu vậy bắt đầu cũng đứng cũng dòm phía xa xăm xa xăm như vậy nè cái nói ủa gì kỳ vậy ta sao tới cái lần thứ ba rồi sao kỳ cục vậy bắt đầu bấm nó bò anh nói vậy bắt đầu anh mới rịn ra anh để số một mọi người anh rịn ra từ 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 anh nói anh bò khoảng chừng cỡ năm cây số trên giờ đó mọi người anh cứ bò từ từ anh cứ càng bò càng giờ lúc này thì anh nói là không có còn mà chuyện như là gọi là nam nữ mà mê gái nữa mà thật sự là lúc đó là anh nói cái sự tò mò nó sao, sao kỳ cục lạ đời vậy sao cái anh cứ tò mò anh cứ chạy từ, từ 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 lên như mày nè thì khi mà lúc đó anh nói anh chạy chưa vượt qua nha anh còn cách cái cái cô đó cổ khoảng chừng cỡ năm bảy mét tại vì anh nói, anh bò rất là chậm năm cây số trên giờ anh cứ bò hai chân anh cứ chống dưới đất anh cứ bò 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 tới anh dầm 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 dầm, dầm như mày nè đó thì khi mà anh bò bắt đầu anh bò càng ngày càng gần để anh thấy nha cái cô đó cổ chống hai cái tay lên trên cái thành như mày nè đã cổ chống hai cái tay cũng như đang đang ngắm cảnh như vậy thì anh càng ngày càng gần cái anh thấy cổ cổ hỏng lên mọi người cứ cái người của cổ hai cái tay thì vẫn còn dịnh lên trên cái thành cầu giống như cái tay của mình như vậy là đang đang đứng mình ngắm cảnh mình đứng vậy đúng không cái bắt đầu là thấy cổ cổ hỏng cái 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 bắt đầu là mình nói xin lỗi nha thì lúc đó đàn ông mình mà mình nhìn gái mà quay lưng lại như vậy thì đôi khi mình nhìn vòng ba <laughs> nó đẹp đúng không thế bắt đầu tự nhiên cái vòng ba của cô, cổ cứ hỏng 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 lên bắt đầu dòm xuống chân nó bắt đầu là nó hỏng lên cái chân nó hỏng càng ngày nó càng cao 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 lên như vậy nè giống như là cổ cũng giống như là vận động viên gọi là cái cái hình như là hít xà đơn hay là là hít cái gì ta mà trong thể thao trong olympic là nó có cái đó hai hai cái tay hít cái người lên như vậy nè đó giống như là cổ cổ làm cái 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 trò đó cổ cứ, cứ 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 hỏng 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 bắt đầu cứ cứ cao, cao 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 lên như vậy nè thì một hồi nó bắt đầu làm bắt đầu anh nói trời anh anh nói cái gì ghê vậy cái gì kỳ vậy sao cô này cô, cổ làm cái trò gì kỳ vậy lúc đó là anh thắng cái xe luôn à, anh không còn chạy lên thắng cái xe là bắt đầu cổ cứ cao cao họ bắt đầu là cái tay cổ hỏng luôn cái tay cổ mới hỏng ra khỏi cái lan can là cứ cao 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 lên mà không hề nhảy xuống nhau mọi người nha cứ cứ cao 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 lên như vậy nè trời ơi anh nói là lúc đó là bắt đầu anh điếng hồn thì ở đằng sau cái đầu là bóp kèn tiên 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 trong sụm chứ đó đằng sau bắt đầu anh nhìn cái đằng sau bắt đầu là thấy có một đoàn xe cũng đông lắm mười mười mấy chiếc mọi người nghe nhiều chửi chửi ông sụm cái gì cha trên cầu mà đậu lại làm gì với ông nội này nó nói tùm lum tùm la hết trơn thì anh vừa nghe bắt đầu anh phải à, dạ dạ em dạ, xin lỗi xin lỗi cái anh quay lại mất tiêu không còn thấy đâu nữa đã không còn thấy nữa nhau cái lúc đó bắt đầu là anh hoảng hồn rồi nó rồi xong vậy là gặp ma ba lần nó y chang như cái câu chuyện cho mình viện ba lần luôn ha là 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 gặp là biết là ma lúc đó là bắt đầu nó anh có hết ga hết số luôn cứ là cứ một hai ba uống cứ gồ ga cứ chạy 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 thiết là lẹ về bình thường là từ cầu sài gòn đó anh về đến nhà cũng cả tiếng mà lần này anh chạy độ nửa tiếng nè rồi anh về tới nhà mặt mày anh xanh lè cắt không còn hột máu nha Bắt đầu anh mới chạy vô mới kể giờ nghe nó em ơi Thôi con nhỏ đó là ma rồi Ừ anh nãy anh thấy vậy vậy Nó đứng mà nó hỏng hỏng cái chân lên ghê lắm Nó bay 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 lên ghê lắm luôn Mà anh nói những cái người ở đằng sau lưng xe anh lúc đó đông Cái đường nó cũng đông 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 như vậy Mà hầu như không ai thấy Chỉ có một mình anh là anh thấy như vậy thôi ha Thì rồi cái lúc đó khi mà nghe kể như vậy đó Bà vợ bà cũng nói bà mới dỗ mình thấy chưa tôi nói mà tôi thì á tôi là tại vì tôi đàn bà tôi không có tiền á tôi vậy chứ tôi mà có tiền tôi cũng xe xua dữ lắm chứ có tiền giàu có vậy mà hơi đâu mà bộ đồ mặc từng này qua từng kia đó thôi chắc là nó ghẹo hai vợ chồng mình rồi nhưng mà nói là như vậy là chưa đâu nha mọi người nha như vậy là chưa đâu cái lúc đó nó anh còn thấy được khoảng chừng cỡ hai ba lần nữa nhưng mà những cái lần đó anh nói là cái cái vong hồn cái bóng ma trên cầu Sài Gòn đó hình như là chỉ hiện ra cho anh thấy thôi thứ nhất là không thành anh bệnh gì cả người nghe mình kể chuyện người quen mà đúng không ví dụ như gặp ma về bệnh năm mười bữa nửa tháng này nọ tùm lum tùm la nhưng mà anh nói là anh bình thường anh không có bệnh gì hết trơn á à, và cái thứ hai nữa họ cũng không có leo lên xe họ cũng không có quắt anh họ cũng không có nhìn anh họ không có làm gì hết trơn họ chỉ hiện ra cho anh thấy thôi và sau cái lần đó anh biết là ma rồi đó nghe nhưng mà đi làm vẫn phải đi làm thôi mọi người mà lúc đó từ từ Sài Gòn mình không nhớ mình không biết là có hay không nha những anh chị lớn tuổi rồi nếu mà có thì mình chỉnh sửa cho mình từ từ trung tâm Sài Gòn quận 6 mà muốn qua bên Thảo Điền quận 2 hình như là chỉ đi bằng cầu Sài Gòn thôi Chứ không còn đường nào khác hết không lúc đó chưa có hầm thủ thêm Mà đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt hầu như, hình như là cũng chưa có luôn nữa Chỉ có kênh nhiêu Lộc này nọ nọ kia một kiểu như vậy hả Nên thành ra cái con đường là cái con đường bắt buộc phải đi đó và anh nói là anh cũng cứ đi bây giờ cứ đi làm cứ làm bây giờ gặp chịu thôi sao giờ thì sau đó bắt đầu là thêm hai ba tuần lễ nữa là anh cứ thấy anh cứ chạy từ ở dưới dốc cầu sài gòn mà anh phải bắt chớn lúc đó là tại cái dốc cầu đó cao Nhằm khi chiếc rim mà chạy không khéo là lại không nổi là cứ bắt chớn anh chạy lên là anh thấy cũng là ống loe cũng là vậy vậy mà thật sự là anh nói bây giờ là anh không thấy anh không còn thấy đẹp cái chỗ nào hết trơn là thấy ghê thôi cũng đứng cũng quay lưng như vậy là anh vừa thấy bắt đầu là anh cứ gán anh cứ nhìn chỗ khác như mà mùi tưởng tượng giống như mình vậy nè cứ cứ cái, tay ra cứ cầm vô cái cứ, cứ cầm vô cái tay ga cứ kéo ra mà con mắt cứ dòm qua một bên như vậy nè giống như bị lé vậy đó cứ cứ dòm dòm qua một bên không dám dòm bên đây tại vì kiểu như sợ ông nghĩ tùm lum trong đầu anh quản nó trời nghĩ mà nó quay qua cái mặt nó thấy ghê này nọ nọ kia mình té xe rồi mà trên cầu nó nguy hiểm cầu nó cao nữa đó anh cứ gán anh cứ dòm 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 anh cứ gồ ra qua và anh gặp thêm ba bốn lần như vậy luôn đó anh cứ gặp hoài nhưng mà họ không làm với anh cả thì cho tới lần thứ năm anh nói tới lần thứ năm anh đi cái tự nhiên cái hết à, không còn gặp nữa luôn nha tự nhiên tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên cũng biến mất như vậy luôn chứ anh nói anh cũng không có cúng kiến chùa bà xin bồ xin chú gì đây nhưng mà không hề có à, cứ tự nhiên tới và tự nhiên đi như vậy luôn ha mọi người em đó rồi thì đó đó cũng là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay đó mọi người ha một cái câu chuyện mà nói về bóng ma trên trên cầu sài gòn thì à, thật sự mà nói đúng thật là thời điểm đó là lúc mình còn nhỏ đó mọi người à, đây là cái câu chuyện mà không phải là chuyện ma mà chỉ là chuyện chuyện phím thôi là ngày xưa đó là 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 chị bà chị của mình đó là bà có bà có một cái người bạn thân ở bên thảo điền mà bà nhà bà, bà đó bà giàu dữ dằn hồi nhỏ mình hay qua nhà bà chơi mà cái bồn tắm bà mà mình bơi cũng được luôn á giàu lắm thảo điên mà đó thành ra là lâu lâu cuối tuần cái mình hay đòi đi cái bà chị mình đó bà bà chị mình tên là bà, bà, vân bà chị ruột mình đó đó là hay chở mình đi lên trên à, cái cầu sài gòn ha cũng đi như vậy thì chị cũng hay nói cũng bắt đầu là nói khi mà khoảng chừng cỡ 7 tám giờ rồi á là cái bà chị bạn mà bạn bà vân á là bà, 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 bà tên hương là nhất khoát là không cho về là không cho về đó tại vì nó là ừ, là bà cũng với nó nôm na là cũng có 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 nhiều tự tử rồi ma cỏ này nọ kia ghê lắm thành ra lại đi cái cầu sài gòn chỉ nên đi vào buổi sáng này chứ đừng có nên đi vào buổi tối lúc đó là bà chị mình chạy một chiếc phiêu chờ màu xanh dương mình ngày xưa đó mình ngồi đằng trước mình cháu mình ngồi đằng sau đó là cứ chơi mà tới khoảng cỡ sáu bảy giờ là bà hương mới kêu ngủ ở lại nhà mình khoái lắm chứ nhất khoát là không cho về bởi vì cái cầu đó nổi tiếng là ma đã nên cây cầu Sài Gòn về cái chuyện ma cỏ là nổi tiếng từ ngày xưa rồi chứ không phải là mới đây đâu ha mọi người em thôi rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay thì hôm nay kể hơi ngắn ngắn xíu à, thì mọi người cũng thông cảm nhà mình cũng có chuyện như vậy mình không muốn nhắc, ý, nhắc lại đâu nhưng mà nôm na là cũng có một cái lý do thì mình mới vừa ở Sa Đéc mình mình à, làm xong cái bổn phận với cậu của mình rồi à, với thành ra là mình mới vừa lên tới nơi mình kể nó cũng hơi đối đối xíu à, hơi ngắn ngắn nha mọi người nha mọi người thông cảm ngày mai là mình sẽ cố gắng mình kể dài hơn nha nhưng mà đương nhiên mình sẽ không quên là mình sẽ bấm mình sẽ mình sẽ cảm ơn những bạn đã bấm vào nút cảm ơn cho mình ở trong tập 1113 ngày hôm qua. Thì ở tập 1113 ngày hôm qua đó là có tổng cộng là có 7 người nha. Đó là bấm vào nút cảm ơn cho mình. Bạn đầu tiên là Tuấn Châu. Bạn thứ hai là Juni. bạn này là rất là quen thuộc rồi. Bạn thứ ba là Yến Đàm. Bạn thứ tư là Di Phan. Bạn thứ năm là Thiên Trần. Bạn thứ sáu là Quang Đỗ. Và bạn thứ bảy là một cái bạn rất là đặc biệt hình như là có cái trend hôm bữa là cái gì vợ bé của vũ mập này nọ nọ kia hôm nay đổi tên là con trai của con trai bố vũ mập hình như biết mình có con gái cái ông này ông cà khịa ông hay sao ha thôi cũng rất là vui mọi người nói chung là vui thôi chứ không phải mình chọc gì mình nói vui mà nói thì cảm ơn con trai của, của, con trai bố vũ mập rất nhiều cảm ơn quang đỗ cảm ơn thiên trần cảm ơn di phan cảm ơn yến đàm cảm ơn xuân đi và cảm ơn tuấn châu rất rất là nhiều luôn nha thì đây là những cái số tiền nho nhỏ như vậy sẽ giúp cho mình có cái tinh thần nó vui vẻ hơn để mình kể chuyện mai cho người hàng ngày nha thôi rồi cảm ơn luôn những người đã nghe đến về phút gì nha dưới mặt xin chào tất cả mọi người